vậy để make up đẹp làm gì? Tự nhiên thấy hơi dư dư ngay khúc đó. Nhưng mà có một điều vui nhất đó là cái lần đầu tiên mình được gặp con robot robot ở trong cái quay đó, là khi mà mọi người thấy cái đoạn mà Ngọc chạy qua những cái tấm gương đó, gương là về làm hiệu ứng hết mọi người, thì có một cái con robot được set sẵn hết từng ly từng tí, được tập dượt hết, nếu mà mình đi sai điểm một cái là ăn nguyên cái cánh tay đòn đó luôn, nên thành ra là mọi thứ đều rất là căng thẳng để tập trung phải làm chứ không có còn đùa giỡn được nữa. Nhưng mà hồi nãy giờ thì Huy có nghe hai bạn chia sẻ là hai bạn đi quay mà với tâm thế nhiều khi hai bạn không biết là hôm nay mình sẽ quay cái gì. Huy thấy cái này nó hơi lạ nhờ, nó làm gây tò mò cho mình cũng như tất cả quý vị khán giả. Mình nói rõ hơn tí xíu được không ạ? Thật ra là đầu tiên á, là tất cả các dự án á, thì mình chỉ biết sơ sơ về cái chuyện là cái nhân vật tiếp theo mình phải thể hiện là gì, nhưng đối với dự án lần này thì hai anh chị nói thôi là thì em vẫn là Miss Q, rồi xong mình sẽ đóng chung với lại bé Khi Đi, một nhân vật rất là mới, là người bạn của em đấy, rồi xong rồi kêu đi quay, rồi có máu me. Có một cái điều nữa mà em cũng muốn tiết lộ với mọi người luôn là đổ máu lên người của em, đổ rất nhiều luôn, mọi người thấy cái cảnh cuối không, đổ rất nhiều luôn. Em nói là không có một trận đánh nhau nào mà chỉ có hai con người với nhau mà máu nhiều đến như vậy, một sự xô xát quá lớn như vậy thì chết Đừng chết tin em. lời cô ấy Là nói, cô ấy đó, hai cô cô ấy này. ngồi dưới đó là máu men kinh khủng luôn, mà dơ lắm luôn á, ra là Nói chung là bê bết, nhưng mà cái máu mà chị Ngọc nằm lên nó rất là khó chịu, còn cái máu bôi lên người tụi em là nó còn nhìn nó còn dễ thương một chút xíu đó, chứ nó còn nhìn nhìn được, còn cái máu mà chị Ngọc phải nằm lên mà lăn qua lăn lại là phải mấy lít luôn, nên là em phải rất là nể chị, tại vì bữa đó em nghĩ chắc chị tắm chắc cũng lâu lắm đúng là đâu có về nhà tắm đâu, phải tắm ngay tại phim trường luôn, bởi vì nó là dầu điều. Ở trong thì khi mà quay đen á, thì sẽ thấy là máu ửng lên, nhưng mà đi ra ngoài cam lè. Mà không phải cam một ngày mà cam tới mấy ngày Rất đúng rồi. là thú vị, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Ninh Như Lan Ngọc và Cây Nguyễn.